Hi, chào các bạn đã đến với Tradeify. Mình là Kay. Tụi mình có các channel của tụi mình chuyên mở về cái small challenge account của future trading. Nhưng mà đây mình cũng làm thêm một phần riêng của mình nữa, này là dùng để coi về technical analysis trong ngày của những cái future hoặc là những cái play của stock market. Tại vì thường ban ngày ngoại trừ mình trade future, mình cũng có swing trade option hoặc là mình scalping option trong ngày. Thì tụi mình nghĩ là nên mở ra thêm một phần mới để có thể giúp ích cho các bạn hơn lúc mà các bạn trade option. Thì ở đây thì thường mình bắt đầu trong ngày của mình, việc của mình là mình sẽ coi về những cái indice chính. Nói chung là cái S&P 500, Dow Jones và Nasdaq. Thì thường mình bắt đầu bằng daily chart trong ngày này. Thì như các bạn đã thấy ở đây, mình đã có vẽ sẵn một vài cái level của ES. ES là S&P 500 của market chính. Cái này đang là daily chart của S&P 500. Như các bạn đã thấy từ tuần trước thì như các bạn đã thấy thì từ tuần trước, sau khi cái CPI được ra thì cái inflation đó, cái số nó đã xuống thấp, nên rất là nhiều người suy nghĩ là Federal Reserve sẽ ngừng tăng lãi suất trong vòng 2 tháng tới, hoặc là nó sẽ không phải là ngừng hẳn nhưng mà sẽ là giảm đi cái mức 75%, không có phải là 75% nữa. Thì vậy nên trong ngày thứ tư, ngày thứ năm và ngày thứ sáu tuần trước thì tụi mình đã ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu market có pump rất là mạnh. Thì như các bạn đã thấy đây thì là ngày mùng 10 tháng 11 và ngày 11 tháng 11 có hai cây nến daily rất là mạnh ở trong S&P 500, hoặc là cái này là future của S&P 500 là ES. Thì như các bạn đã thấy ở đây, mình có một cái vùng rất là lớn here ở chỗ này là 39.019 và đến 39.053, 3.919 đến 3.953. Thì cái vùng đó là cái vùng hồi trước là resistance của S&P 500. Nên như các bạn thấy, vừa mới qua được CPI thì S&P 500 đã pump qua được khỏi cái vùng resistance đó. Mà các bạn đã thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 cây nến. Cái này mỗi cây nến là một ngày. Như các bạn thấy, cái này là cái level hồi trước là support. Nhưng sau khi breakdown ở ngày 6 tháng 10 thì ở thành resistance, và sau khi đã được qua khỏi cái vùng đó ở tháng 7 thì lại tiếp tục ở thành resistance, ở thành support lại, đã được đẩy lên lại. Và sau đó khi mà quay trở lại ở trong tháng 9 thì cũng thành support, đã đẩy tiếp tục lên. Nhưng mà sau đó thì các bạn thấy sau khi qua khỏi cái vùng resistance đó, cái phần support đó, thì nó thành resistance ngay đây. Là đó là tháng ngày cuối tháng 9 và khoảng chừng đầu tháng 11 này. Nhờ vào CPI thì nó đã qua khỏi được cái vùng resistance đó. Và như các bạn đã thấy trong ngày thứ 6, nó bắt đầu sau khi lên quay ngược lại cái vùng chỗ đó, nó đã thành cái support để đẩy ngược lên. Cái này là một cái sign rất là bullish của cái S&P 500. Như mình thấy đây thì cái này là continuation trend của mình. Có nghĩa là nó sẽ tiếp tục có khả năng đi lên được nếu mà nó có thể đẩy qua khỏi cái điểm cao nhất của cái ngày thứ 6 vừa qua. Đó là ở 4.007. Nếu mà các bạn có thể đẩy qua đó thì cái khả năng kế tiếp của mình là mình sẽ nhắm nó sẽ đi lên tiếp cho đến cái channel ở trên. Và ngay đây là như các bạn thấy, mình có bỏ đây một cái điểm, cái đường này. Đường này là đường 200 Standard Moving Average, có nghĩa là cái stock S&P 500 đã đi lên bao nhiêu trong vòng 200 ngày. Như các bạn thấy, mỗi lần S&P 500 lên cái điểm 200 day Moving Average thì đã bị rejection một lần. Ở đây là tháng 4 của năm 22 và tháng 8 của năm 2022.
thì các khả năng mà bị rejection ở ngay đây là rất là cao. Nhưng từ đó đến đây thì mình vẫn còn cái mục ít nhất cũng khoảng chừng từ 4.006 cho đến 4.077, khoảng chừng 70 điểm nữa, thì cái khả năng mà vẫn tiếp tục đẩy lên được rất là cao, tại vì vùng ở đây volume ít hơn so với ở dưới này của mình. Thì mình có thể nhìn thêm cái chart 1 tiếng. Thì chart 1 tiếng của mình đây thì, để mình tắt bớt cái moving average này đi, thì như các bạn thấy trong chart 1 tiếng trong cái ngày hôm thứ sáu vừa qua, thì sau khi qua khỏi cái vùng support, cái vùng resistance đó, nó bắt đầu tạo thành support ở trong 39.963 và tiếp tục lên, nó đẩy lên từ đó, sau khi reject đi ngược xuống trở lại, vẫn tiếp tục dùng cái đó làm cái support mới. Vậy nên theo như mình thấy, nếu mà S&P 500 còn tiếp tục đẩy lên vào ngày mai thì bắt buộc phải qua khỏi được cái điểm cao này là 4.010. Còn nếu mà nó rớt ra khỏi 3.963 mà không giữ lại được vùng này, thì cái khả năng đi xuống ngược trở lại xuống 3.925 rất là cao. Nasdaq. So Nasdaq là cái 100 technology future của Mỹ. Như các bạn đã thấy, ở trong cái này là daily chart, thì Nasdaq có một cái downtrend từ bắt đầu từ tháng 8, ngày 18 tháng 8 đến bây giờ, nó đi thẳng xuống dưới đây, cái downtrend. Sau khi đã kiếm được support ở 10.056, hai lần support daily chart, thì trong vòng 2 ngày vừa qua, Nasdaq đã đẩy ra được khỏi cái resistance, cái downtrend này, và đã băng qua được cái vùng đó. Mình như các bạn đã thấy, mình ở đây có highlight, có bỏ lên cái highlight trên này, thì là cái này là vùng từ 12.042 cho đến 12.199. Nasdaq có thể chứng, các bạn thấy là cái này là vùng rất là chóp, thì nó có support, sau đó là thành resistance, thành support, sau khi breakdown thì nó lại đi lên lại thành resistance. Thì cái khả năng mà các bạn có thể bị rejection ở ngay đây rất là cao. Thì nếu mà bạn nào trade tech stock, thì nên, nếu mà Nasdaq mai mà có đẩy lên được, thì các bạn nếu mà có trade individual stock giống như là Tesla hay Apple, thì các bạn nên quan sát NQ này, để mình biết được đến khi nào nó cần tới cái resistance thì mình có thể take profit, hoặc là cẩn thận hơn nếu mà mình đi long. Thêm cái vấn đề thứ hai nữa mà mình thấy ở market này á, thì các bạn thấy mình lại có vẽ thêm một đường trend line nữa từ đỉnh cao hơn của ngày. Thì nếu mà Nasdaq có thể qua khỏi 12.022 cho đến 12.199, thì các khả năng này Nasdaq có thể dùng cái này làm cái support mới, để đẩy nó lên được ít nhất cũng phải tới 12.720. Có nghĩa là những cái tech stock của các bạn đang dùng trong thời gian dài, thì nó rất rất nhiều khả năng những cái tech stock đó sẽ đẩy theo cái market này. Và như các bạn đã thấy đây, cái này là TTM squeeze, cái này là một cái indicator dùng rất là nhiều để các bạn có thể kiếm cái breakout của cái stock market. Như các bạn đã thấy thì nó đã, cái squeeze đã flip, có nghĩa là nó đã đẩy lên hướng bullish. Nếu mà cái momentum mà tụi mình đã có từ ngày thứ năm đến ngày thứ sáu còn tiếp tục, thì cái khả năng các bạn có thể đẩy lên cao hơn, để tới gần cái vùng support, cái vùng resistance này rất là cao trong ngày mai, ngày thứ hai. Ok, đó là về cái tech stock. Tại vì mình thích trade những cái tech stock giống như Tesla, Apple, Amazon, Nvidia, AMD. Nói chung thì cũng không hẳn là tech stock, nhưng mà nói là những cái nó gọi là growth stock, thì cái khả năng đẩy trong ngày của growth stock cao hơn so với những cái stock khác. Thì nếu mình chơi option đó, thì như vậy rất là lời hơn cho option. Còn tại vì nếu mà option stock đi sideways, đi không có lên xuống nhiều, thì cái contract của mình không bán được nhiều tiền.
Vậy nên mình thích chơi những cái crow shot thì cái khả năng thắng cao hơn. Alright, bây giờ mình đổi qua tới cái kế tiếp là Dow Jones. Dow Jones như các bạn đã biết so với ES hoặc là NQ, có nghĩa là S&P 500 và Nasdaq của tech stock, thì Dow Jones rất là mạnh so với cái thời gian, so với hai cái index kia. Như các bạn đã thấy, mình đây có vẻ ở trong cái daily chart đây, Dow Jones có hai, có một cái channel của một cái channel song song. Như các bạn đã thấy, bắt đầu từ ngày tháng 10 của năm 2021, bắt đầu cái channel song song này tiếp tục di chuyển, Dow Jones tiếp tục di chuyển trong cái channel này. Thì cho đến ngày tuần trước, bắt đầu Dow Jones đã đẩy ra khỏi được cái channel song song này và dùng cái vùng ở đây, cái vùng mà mình có highlight ở vùng dưới đây, đã làm thành cái support mới của Dow Jones, đã đẩy nó lên. Nhưng mà nói chung cho đến bây giờ thì Dow Jones sau khi đã đến được cái điểm kế tiếp của mình, thì mình có cái resistance zone của Dow Jones ở đây từ 33.795 cho đến 34.020, nói chung là 34.000 cho chẳng. Lý do tại sao mình có cái resistance ở đây là tại vì như các bạn thấy đây, trong daily chart nó có support hồi trước, support, 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 support. Sau khi break down, resistance, break up thì lại thành support, rồi sau đó lại break down, resistance, resistance, và sau đó tiếp tục break down. Sau khi lên ngược lại đây lại thành resistance. Thì cái vùng này rất rất là có nhiều cái sự tương tác với lại Dow Jones, cho nên khi Dow Jones đến đây thì khả năng của nó có thể là, một là có thể break out được để tiếp tục đi lên cái điểm kế tiếp. Thì cái điểm kế tiếp của mình có là khoảng chừng 34.800. Nhưng tại vì nó là cái, tại vì nó có rất nhiều cái người trade ở trong cái vùng này, vừa buyer vừa seller, thì cái khả năng của nó bị rejection cũng rất là mạnh. Như các bạn đã thấy, ngày thứ 6 vừa qua, trong khi S&P 500 và Nasdaq rất là mạnh, Dow Jones chứng tỏ đây là rất là không có decide được có đẩy qua hay không. Các bạn thấy đây, candle rất là dài mà thân rất là ngắn, hai cái tim lại rất là cao, nên không, Dow Jones không biết được lên hay xuống. Nếu mà Dow Jones muốn tiếp tục được đẩy lên, đẩy lên cao hơn, thì nó bắt buộc phải vùng qua khỏi cái điểm cao nhất của ngày thứ 6 vừa qua, có nghĩa là 33.982 đồng. Như vậy thì nó mới có thể bullish được. Còn nếu mà nó reject đây thì cái khả năng nó xuống ngược lại 32.991 rất là cao, có nghĩa là khoảng chừng 400-500 điểm mua nếu mà nó không giữ được cái điểm này. Thì Dow Jones đi xuống nó sẽ ảnh hưởng những stock như là Apple, Caterpillar, Boeing cũng rất, tạm thời cũng rất là mạnh trong cái thời gian vừa qua. Apple vẫn giữ vững cái địa điểm là cái stock mạnh nhất trong cái market này. Vậy nên đây là ba cái index chính mà mình dùng để mình coi về tình hình của cái market chính. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục mình phân tích về những cái stock riêng rẻ và những cái option play mà mình nghĩ sẽ có thể xảy ra trong thời gian của ngày thứ hai, ngày 11, ngày 14 tháng 11.